Xin chào quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy nhà bếp cho người tuổi Quý Mùi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự làm ăn thịnh vượng, nguồn tài lộc của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Thưa quý vị, năm sinh âm lịch Quý Mùi, quẻ mệnh Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh, ngũ hành Dương Liễu Mộc, tức là cây dương liễu. Hướng tốt Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí, Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y. Hướng xấu Nam Tuyệt Mệnh, Đông Nam Họa Hại, Đông Ngũ Quỷ, Bắc Lục Sát. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo các thuật ngữ trong phong thủy. Sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Thiên Y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên Niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp. Phục Vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong công việc học hành. Họa Hại, không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ Quỷ là mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. Lục Sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, xung đột. Tuyệt Mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Và theo quan niệm tọa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu. Hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Quý Mùi nên đặt bếp tọa các hướng Nam Tuyệt Mệnh, Đông Nam Họa Hại, Đông Ngũ Quỷ, Bắc Lục Sát. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về các hướng tốt như Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí, Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tắc, phải đặt nó quay về hướng lành. Như thế gia đình nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng Nam Tuyệt Mệnh, Đông Nam Họa Hại, Đông Ngũ Quỷ, Bắc Lục Sát. Cửa của bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ. Người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi trùng và các luồng khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí được lưu thông. Theo phong thủy, thế bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi về tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp và cung sơn chủ, mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình làm ăn thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí đó, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, gia đình thường bất hòa khí. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất là 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ. Gia chủ tuổi Quý Mùi nên chọn các màu sắc trong bếp là màu gỗ, mộc, màu trắng. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy, kết hợp với mặt đá, gạch men và nhựa tổng hợp. Nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm các chi tiết rối mắt, tránh nhiều khe hốc, khó làm vệ sinh. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.